Xin chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay mình ở bên siêu thị giày dép Thức Hoài để giới thiệu cho các anh các chị một cái dòng sản phẩm giày trắng để mặc với lại quần thô trắng rất là đẹp. Đấy, đôi giày này dáng dấp rất là đẹp. Các anh chị nhìn nhất dáng nhì da đúng không? Đấy, dáng của nó đã đẹp này, chất da của nó thì tuyệt vời luôn này. Đấy. Đấy, chất da của nó tuyệt vời luôn nha anh chị nha. Đấy, các anh chị nhìn này, thứ nhất là cái đường kim mũi chỉ này, nó máy hàng công nghệ cao, nó bao giờ nó làm máy cũng đường kim nó cũng rất là đều đẹp nhẵn, không có một cái vết nốt băng bổ nào khác ở trên cái đường da này nha. Thứ hai nữa là cái đường ép đế này, đấy, cái đường keo này không có một tí keo nào loang nổ ra ngoài. Để em dơ sát vào cho các anh chị nhìn. Đấy, đúng không anh chị nhìn, đúng không, đường nét nó nét căng như này đấy, đúng không ạ? Đấy, đôi giày này dáng rất là tuyệt vời đấy. Chất đế thì bằng tỷ lệ cao su pha kép nha, đây là những miếng kép đấy. Các anh chị đi những đôi giày như thế này ở hãng của siêu thị giày dép Thức Hoài, nếu trong tình trạng ba yếu tố quan trọng nhất: một là bật mép, hai là rách da, ba là gãy đế, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho các anh chị 100%, không mất một xu nào. Đấy, các anh chị nhớ nhá, nếu như anh chị nào có nhu cầu sử dụng những dòng sản phẩm này đấy, hãy để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho anh chị ngay sau ít phút. Đấy, đôi giày rất là đẹp đúng không, dáng rất tuyệt vời đấy, anh chị nhìn chưa chuẩn không ạ? Đấy, đôi giày tuyệt vời nha, hãy nhớ đến siêu thị giày dép chúng tôi sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Xin chào, chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.